Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với món chuối chiên. Thì nguyên liệu chính của chúng ta sẽ có là chuối sứ, bột mì. Bột mì thì mình cần khoảng 500g bột mì. Thì tương đương với 500g bột mì thì mình cần 100g bột gạo, khoảng 200g đường. Thì đường ở đây á, thì tùy theo khẩu vị chúng ta sẽ gia giảm lại ha. Thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ nêm theo tùy theo khẩu vị của chúng ta. Bột nghệ để cho nó sẽ vàng cái chuối chiên của chúng ta một tí thì chúng ta sẽ dùng bột nghệ. Cái lúc mà mình trộn bột á, mình sẽ thêm một ít nước cốt dừa vào để cho nó phần chuối chúng ta sẽ béo, cái bột chuối nó sẽ béo hơn. Và dĩ nhiên đi với món chè nào thì mình cũng đều khuyên các bạn thêm một ít muối vào cho nó đậm đà hơn, nó không có ngọt gắt quá. Và thành phần cuối cùng của chúng ta đó chính là nước lọc. Nước lọc để chúng ta trộn bột. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành bước trộn bột để chiên chuối. Đầu tiên mình sẽ cho 500g bột mì, 100g bột gạo, 100g. Đường ở đây mình sẽ dùng đường vàng. Và các bạn lưu ý là đối với những cái món ngọt như thế này thì tùy theo khẩu vị chúng ta sẽ không có xác định cái lượng đường ha, không có công thức nào hết. Ở đây mình ăn ngọt, mình cho khoảng từ 100 đến 200g đường. Đối với cái món chè hoặc là những món bánh thì mình luôn nhắc các bạn là thêm một ít muối vào. Phần bột chúng ta sẽ đậm đà hơn. Ít muối thôi. Đối với phần bột bánh này mình sẽ cho thêm phần nước cốt dừa vào để nó sẽ béo hơn. Khoảng 100ml nước cốt dừa ha. Và bây giờ chúng ta sẽ trộn bột. Mình sẽ cho nước từ từ vào. Nước ở đây mình sẽ dùng nước lọc bình thường thôi. Và cứ thế thì chúng ta sẽ khuấy đều bột. Chúng ta sẽ khuấy bột lâu lâu một tí, thì khi chúng ta càng khuấy thì khi mà chiên á, nó sẽ bánh nó sẽ càng phồng hơn ha. Và mình sẽ cho bột nghệ vào. Đối với bột nghệ thì các bạn cũng sẽ tùy theo cái màu sắc chúng ta yêu thích ha. Các bạn nào muốn màu nó vàng hơn thì chúng ta sẽ cho nhiều. Bạn nào muốn vàng vừa phải thì chúng tùy theo chúng ta thôi. Khi các bạn kéo bột như thế này, mình thấy bột nó rớt xuống mà nó hơi nó vừa lỏng mà nó vừa chắc chắc, nó sệt sệt như thế này là bột chúng ta đã hoàn thành rồi đó. Nó không có quá lỏng ha, nó cũng không có quá đặc. Màu bột vàng thế này là đã vừa phải rồi các bạn ha. Nó sẽ bằng vàng thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị tới bước chiên bánh. Thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái chảo dầu. Chúng ta sẽ cho nhiều dầu một tí ha. Và đợi dầu sôi. Trong khi đợi dầu sôi thì mình sẽ chuyển qua bước ép chuối. Với những trái chuối mà lớn như thế này thì các bạn sẽ dùng nửa trái thôi. Mình sẽ cắt đôi ra. Các bạn nhớ là cái bài trước á, những tập trước mình đã có chỉ là ép chuối, chúng ta cũng ép như thế này nè.
chú dẹp hay là được rồi nãy ha. Sẽ cho vào nồi bột luôn. Các bạn muốn biết dầu ăn của chúng ta đã sôi hay chưa thì các bạn sẽ cho bột vào nè. Mình sẽ thử cho các bạn coi ha. Bạn thấy không? Bột nó sẽ nổi lên liền nè. Đó. Là dầu chúng ta đã sôi rồi đó. Ha, bột nó sẽ nổi như thế này. Khi chúng ta cho bánh vào các bạn nhớ để nhỏ lửa xuống thôi ha. Để khi mà nó lửa mà nó nóng quá đó, thì nó sẽ bị khét bánh á. Các bạn không cần chiên vàng lắm đâu, chúng ta chỉ cần trắng trắng như thế này là được rồi. Tại vì lát nữa chúng ta sẽ nhúng bột, chúng ta chiên lần 2. Khi chúng ta cho bánh vào các bạn nhớ để nhỏ lửa xuống thôi ha. Để khi mà nó lửa mà nó nóng quá đó, thì nó sẽ bị khét bánh á. Ta giảm nhỏ lửa xuống thôi. Đó, các bạn thấy rất là đẹp rồi đúng không? Và mình vừa được một mẻ chuối như thế này. Mình đã chiên xong. Và chưa ngừng lại ở đây, mình sẽ tiếp tục nhúng bột để chiên tiếp. Đây chính là bí quyết để cho chuối chúng ta nó sẽ giòn hơn ha. Sau khi chiên xong lần đầu, chúng ta sẽ nhúng bột và chiên tiếp lần thứ hai. Bạn thấy chuối chúng ta rất là giòn rồi nè ha. Nhưng mà mình sẽ chiên tiếp lần thứ hai. Dầu đã bắt đầu sôi thì chúng ta sẽ chiên tiếp. Khi chúng ta cho bánh vào các bạn nhớ để nhỏ lửa xuống thôi ha. Để khi mà nó lửa mà nó nóng quá thì nó sẽ bị khét bánh á.
Bà thấy phần chuối ta rất là ngon rồi ha. Đó, nó sẽ được phủ hai cái lớp bột. Màu khá là đẹp. Chúng ta chiên vàng một tí ha. Phần bột còn lại, còn dư lại thì mình tiến hành mình đổ vào đây luôn, mình chiên được cái bánh lớn như thế này. Chắc chắn là bột chúng ta sẽ còn dư đó các bạn ha. Và cuối cùng mình cũng đã vừa hoàn thành xong cái phần bánh chuối chiên của chúng ta. Các bạn nhớ đừng quên nhấn nút subscribe, like, share video để ủng hộ kênh của mình các bạn nha. Các bạn nghe tiếng ha, bánh rất là giòn. Đó. Ở bên trong chuối nó mềm sẽ rất là ngon. Màu khá đẹp ha. Và còn đợi gì nữa, mình sẽ bắt tay vào ăn thử luôn. Đây chính là cái chuối chiên của mình. Mình sẽ cho các bạn xem bên trong ha. Wow, rất là ngon, rất là nóng. Mình thấy hộp chuối rất là nhiều nè. Vỏ bên ngoài rất là giòn ha. Giòn. Khi mà chúng ta nhúng bột chiên hai lần thì bánh ta rất là giòn. Ở bên trong chuối là mềm lắm không? Khi mà bột còn dư á thì mình đổ vào chảo luôn và mình được cái bánh như thế này. Mình vẫn ăn được chứ bột đúng không? Hình như mua ngoài tiệm luôn các bạn. Bạn nhớ làm từ món này nha. Và chúc bạn thành công món ăn này.